Rồi, Vét 3 Tuấn Cương, Vét 3 Sài Gòn lại lên sóng giao lưu với quý cô chú anh chị em trong buổi chiều tối thứ ba ngày hôm nay nhá. Đó, thì cách đây hai bữa Tuấn Cương có đăng một status là cần những dòng sản phẩm xe ga Vét 3 Honda SH. Thì hai ngày hôm nay là các bạn đồng nghiệp cũng như anh chị em hỗ trợ chia sẻ cho rất là nhiều. Và trong cái buổi live ngày hôm nay, buổi tối thì Tuấn Cương sẽ lên sóng báo giá những cái sản phẩm đó mà mấy hôm nay mãi không lên được. Hiện tại thì bây giờ là 6:30 chiều thứ ba thì nó đang không có khách, thì Tuấn Cương tranh thủ lên để báo giá lần lượt những chiếc xe mới về, cũng như cái tiêu đề Tuấn Cương đã ghi ở trên màn hình đó là giảm giá một số sản phẩm đang bày bán tại đây. Và thưa quý cô chú anh chị em, rất may mắn cho Tuấn Cương trong cái thời gian vừa rồi là một lô xe về thường thường là 7 đến 10 chiếc, thì gần như là Tuấn Cương lên sóng là gần như là chỉ 1-2 hôm là hết thôi. Chính vì thế là cái lô hôm nay về cũng rất là nhiều, nhưng bởi vì là ở ngoài nó rất là chật mà trong nhà thì nó rộng rồi, thì Tuấn Cương sẽ đưa vào trong nhà và cũng lần lượt báo giá từng chiếc một cho quý cô chú anh chị em nhé, từ hàng phổ thông cho tới hàng cao cấp luôn đó. Và bây giờ thì Tuấn Cương không mất thời gian của anh chị em nữa, Tuấn Cương mời quý cô chú anh chị theo chân Tuấn Cương. Và có những cái sản phẩm nào thì anh chị em hợp nhãn thì cứ comment bên dưới nhá. Số điện thoại Tuấn Cương để dưới màn hình. Tất cả các cái thông tin của Tuấn Cương đều có ở trên màn hình quý cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị chỉ cần ấn và liên hệ ngay cho Tuấn Cương thôi. Có một đội ngũ cộng tác viên sẽ liên hệ và gửi tới quý cô chú anh chị em thông tin đầy đủ nhá. Rồi, đây. Let's go. Bây giờ làm những dòng sản phẩm mới về. Lướt qua một vòng rồi bắt đầu Tuấn Cương sẽ đi chi tiết nhá anh chị em nhá. Đó. Đây. Đầu tiên em và em cắm hết một lượt chìa khóa vào cho anh. Đầu tiên là một chiếc xe Vét 3 Spring TST. Bản này là bản TST, sản xuất và đăng ký 2024, mới được có 300 km thôi. Đấy, rồi. Và kế bên đây nữa là một chiếc Vét 3 Spring 2022, trắng đen Sport, phiên bản mẫu model mới, tem mới luôn nhá. Đó, biển số, toàn biển số thành phố hết. Và biển số con này cũng rất là dễ nhìn, thì Tuấn Cương sẽ đi chi tiết sau. Rồi, lướt qua một vòng để cho anh chị em biết đã. Một chiếc Super GTS 150, chỉ có hơn 40 triệu thôi. Đấy, con này là về hôm qua, GTV 300 HVE. Đó, bản này là bản cao cấp nhất, hiện đại nhất của Piaggio, thì cũng đã có hình ảnh rồi nhưng mà chưa có video cụ thể, thì hôm nay cũng chắn báo giá luôn nhé. Rồi, và đây một con về nóng hổi luôn, chưa rửa, chưa làm gì luôn, màu xám Lambo rất là mới luôn. Thì như con này á là giá chỉ có hơn 40 triệu thôi. Và lướt cái ấy đi. Đấy rồi. Và đây một cặp xe ở phân khúc chỉ có ba mấy triệu thôi. Đấy. Và cái màu xe hoặc những cái đời xe mà quay đằng trước này cho quý cô chú anh chị, những cái mẫu xe đèn vuông mà ba mươi mấy triệu này, thì riêng về nói về cái màu á, thì Tuấn Cương có hai con màu trắng Dio và hai con màu trắng đen Sport, hai con màu đen nhám và một con màu xanh nhám. Đây, mời quý cô chú anh chị xem hết một vòng đi, rồi Tuấn Cương sẽ từng báo giá lại từng chiếc một. Con này cũng là bản trắng đen ba mấy triệu nhá. Đấy, rồi ở trong này nữa đây anh chị em này, nó những cái lô xe này là về cũng qua bên này đấy, nhưng mà chưa có thời gian báo giá, thì tiện hôm nay là để đây báo giá luôn cho quý cô chú anh chị. Đấy, đây con xanh nhám này là cũng mới về hôm qua đây, nhưng mà chưa lên đây. Con này cũng chỉ có ba mấy triệu thôi, rất là đẹp này. Đấy, còn đây đen nhám này, đen nhám như màu này là ba mấy triệu, là có hai con luôn, thì tí cũng báo giá lần lượt cho nhé. Và màu cát vàng rất là đẹp luôn đây, cũng chỉ có 40 mấy triệu thôi. Vét 3 Spring phiên bản màu vàng cát rất là đẹp luôn nhé, full led. Đấy, con trắng này cũng thế này, 2020 full led trước sau mà chỉ có hơn 50 triệu thôi. Thì đây là những cái mẫu xe mà cũng mới về cách đây 1-2 ngày thôi. Còn cái lô trước là Tuấn Cương bán hết rồi. Đấy, nhưng mà Tuấn Cương không có thời gian lên sóng, thì hôm nay Tuấn Cương sẽ lên sóng. Rồi, và bây giờ Tuấn Cương sẽ đi lần lượt từ con ngoài cho tới con trong, và từng loại một để quý cô chú anh chị tham khảo nhé. Đây là những cái xe mà mới về cách đây mấy hôm. Còn những cái còn mấy cái bữa trước là live bao nhiêu là bán hết bấy nhiêu rồi. Rồi, đầu tiên ấy là báo giá cho anh chị em chiếc xe đặc chủng này nhá. Đây là một bản cao cấp nhất hiện nay của dòng Spring. Đấy, họ nhà Piaggio luôn. Thì bản này là bản TST, thì nó sẽ
sở hữu một cái đồng hồ màn hình hiển thị LC và đi là 365 km. Đấy, bản này là bản TFT xịn 100% luôn nhá, ai kiến ai chìa khóa đầy đủ, đi 200 km. Và gốc của cái màu này, như anh chị em đã biết thì cái thằng TFT này nó chỉ có màu đồng và màu đen nhám thôi, nhưng riêng chủ xe này là mua từ lúc mới và đặt từ trong hãng, một tông màu không có ở trên thị trường luôn. Bản này là chủ xe và còn nguyên cái giấy để bảo hành cho anh chị em, là xe lên từ trong hãng luôn. Đấy, phun ở trong hãng luôn, nước sơn dàn áo bảo hành 1 năm tới 2 năm, còn về máy là bảo hành tới 3 năm nữa nhá. Bởi vì con này là sản xuất và đăng ký 2024, mới đi có 360 km thôi. Đấy, và bản này là bản 125. Thì hôm nay ở trong hãng bán bản này là 108 triệu. Thì như con này là đi được 300 km thì anh chị em mua rẻ hơn xe mới rất là nhiều luôn. Tuấn Cương bán cho quý cô chú anh chị với một tông màu được siết ấp rất là kỳ công, tinh tế, nhã nhặn, sáng sủa, và đặc biệt nữa là lại phiên bản cao cấp rồi, mà giá chỉ có 90 triệu thôi là anh chị em đã sở hữu em 2024, rẻ hơn ở hãng là mười mấy triệu rồi đó. Mà anh chị em còn sở hữu được một cái biển số rất là dễ nhìn đây. Đây, biển số rất là dễ nhìn luôn anh chị em, 13459, biển tiến đều luôn nha anh chị em. Đó, đó là con đầu tiên FT. Đấy, bản 125 TFT rất là mới luôn anh chị em nhé. Màu là không có ở trên thị trường luôn, màu này là màu đặt luôn nhé, chính chủ đặt từ trong hãng luôn, và phụ kiện theo xe đầy đủ hết, bảo hành tới 24 tháng cho quý cô chú anh chị em nữa. Rồi, đó là con đầu tiên. Rồi, kế đến một chiếc 2022 với một tông màu thiết kế design setup bộ tem của 2024. Đó, con này là bản trắng đen sport rất là mới, biển số Sài Gòn. Đây, như anh chị em đã thấy là cái mẫu tem này là mẫu tem mới nhất hiện nay, thì nó có kết hợp cả vành, liền vành cũng có tem luôn nhé. Đó, rồi cái đằng trước này nữa anh chị em này, tem này là tem mẫu quả model 24 rất là đẹp, những cái điểm nhấn rất là đẹp luôn. Và con xe này thì gần như là không có một lỗi gì ở trên xe, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, và đi chỉ có 4.000 mấy trăm km thôi. Đó, mới là 95 triệu cho cái sản phẩm này, thì Tuấn Cương bán cho quý cô chú anh chị chỉ có 65 triệu thôi, là đã bao gồm công chứng, giấy tờ, bao ship xe, hỗ trợ anh chị em nào rút hồ sơ về tỉnh. Đó là con tiếp nhá, Spring 2000 model 2 mới nhất 2022, tem model 24 luôn nhá. Rồi, và con này vừa mới về tức thì đây, Super GTS. Thì cái dòng Super GTS này bữa trước Tuấn Cương cũng về một con thì cũng đã báo giá rồi. Bản này là bản Super GTS 2016 với động cơ 3 VIE, giá rất hữu nghị để anh chị em có thể lựa chọn và bảo hành lên tới 1 năm. Đó, xe rất là mới, đi mới có hơn chục ngàn km thôi, màu đen nhám. Đó, đủ phụ kiện theo xe luôn nhá, nhưng mà con này là mới về, chưa có rửa, chưa làm gì, thì hy vọng là anh chị em đến ngày mai nó sẽ mới hơn rất nhiều. Và giá thì cực kỳ hợp lý cho anh chị em chơi này, 43 triệu, bao công chứng giấy tờ, hỗ trợ anh chị em ship xe tận nhà luôn nhé, 34 triệu. Đấy, còn anh chị em nào mà muốn cái hàng cao cấp hơn thì qua Tuấn Cường cũng đã chụp chiếu quay và cũng đã đăng bài lên cái trang cá nhân cũng như các cái kênh bán hàng của Tuấn Cường như Zalo, Facebook, cái mẫu GTV mà đời mới nhất, công nghệ hiện đại nhất đây, đó là chiếc GTV 300 HPE công nghệ full kịch bản cao cấp nhất. Đấy, ở hãng bán mới là 172 triệu, mà con này của Tuấn Cương là đi có 100 km thôi, 2024. Đó, tổng thể chiếc xe thì không phải quay cho anh chị em về cái độ mới nữa, bởi vì có 100 km thôi thì cực kỳ là mới rồi anh chị em nhé. Bản này là bản full LED, đèn xi nhan trước sau LED hết, đồng hồ mới, form mới, màu mới, tất cả đều mới. 2024 đi 100 km mà rẻ hơn xe mới rất là nhiều. Xe mới là 172. Thì xe này Tuấn Cương để cho quý cô chú anh chị chỉ có 139 triệu 900 nghìn đồng. Rẻ hơn xe mới khá là nhiều. Và tất nhiên
thì anh chị em có thể dùng quyển sổ bảo hành tới 3 năm lận. Dùng quyển sổ bảo hành này tới 3 năm lận. Đó, đó là mẫu xe cao cấp nhất nhá. Thì đó là những cái mẫu xe mà cao cấp của dòng Spring cũng như cái dòng GTV này rồi nhá. Đấy. Rồi và kế đến là những cái xe vừa vừa ở hàng phổ thông. Đấy. Thì như con này. Con này là mưa cũng vừa mới về xong. Thì bữa trước là Tuấn Cương có lên một loạt tầm chục con xe xám Lambo ấy, với đèn nhám ấy. Thì rất là may mắn tuần vừa rồi Tuấn Cương gần như cũng đã được quý cô chú anh chị xem like và đã ủng hộ hết rồi. Thì hôm nay lại về tiếp một con. Và con này thì giá cực kỳ hợp lý luôn anh chị em nhé. Bản cao cấp ABS đèn LED 2 tầng trước sau. Đấy mà giá thì chưa bao giờ rẻ hơn. Chỉ có 48 triệu thôi. Đã bao gồm công chứng giấy tờ, hỗ trợ giấy tờ hồ sơ anh chị em nào ở tỉnh, ở xa. Anh chị em nào ở xa còn hỗ trợ cả ship xe nữa. Đó, xám Lambo rất là đẹp luôn. Mà giá chỉ có ở phân khúc như vậy thôi. Thì anh chị em biết là đợt này Tuấn Cương giảm giá thực sự như cái tiêu đề mà đã ghi đó. Con này cũng là biển số Sài Gòn mà biển số rất là đẹp luôn anh chị em nhé. Đấy, thắng ABS, động cơ EZ luôn. Đây anh chị em thấy không? Mới lấy về chưa có rửa luôn này. Đấy, đang nổ máy cho anh chị em coi nhé. Đó, đây này, bụi bặm vẫn đầy luôn. Đấy, rồi và như cái lúc đầu video Tuấn Cương đã giới thiệu là có một số những cái dòng sản phẩm có ba mấy triệu thôi. Thì bây giờ sẽ đi chi tiết cho anh chị em. Đây, với những cái dòng mà ba mấy triệu này thì đây, như con này là bản đèn vuông được design setup là màu vàng, trắng vàng đi ô, rất là đẹp luôn. Mà chỉ có 33 triệu thôi nhá. Đấy, 33 triệu. Rồi, còn đây, con này là bản Vespa Spring 2016. Đấy, thì nhân tiện đây là Tuấn Cương mời quý cô chú anh chị em cũng là hai con đèn vuông. Đây, đấy, hai con đèn vuông nó chỉ khác màu thôi nhá. Cũng là Vespa, nhưng mà bản này thì Tuấn Cương bán là 33 triệu. Thậm chí anh chị em nào tiện chí đến, Tuấn Cương bớt cho 1 triệu, chỉ còn có 32 thôi. Đấy, và con này cũng là đèn vuông, nhưng mà tại sao con này Tuấn Cương bán là lên tới 39 triệu là bởi vì chiếc xe này là Vespa Spring xịn 100%, kết cấu mâm nó khác. Rồi, và hai nữa là tất cả những cái đường viền của mâm này là mâm lớn này 12, còn cái thằng này mâm này là mâm đơn thì nó chỉ có 11 thôi. Và thằng này là thằng lên đèn vuông cho nên là nó rẻ hơn. Đó, nhiều anh chị em cứ hỏi là tại sao bên anh bán những cái dòng sản phẩm Vespa đèn vuông mà 40 với 39, 40 mà em xem thì nó ở đâu đó bán là những cái dòng này nó chỉ có 30 với lại hơn 30 tí thôi thì nó là đây. Và những cái dòng Vespa Spring này thì như cái màu trắng này là Tuấn Cương còn hai chiếc, một chiếc là viền đen. Đấy, đầu trắng viền đen thiết kế như này. Còn một chiếc là đây anh chị em. Chiếc này là đầu đen, rìa đen, cũng là trắng đen nhé. Và đặc biệt là Tuấn Cương bán là toàn biển số Sài Gòn hết đây anh chị em. Đây, như con này là 32 triệu cũng bán cho anh chị em được. Bởi vì con này biển số Sài Gòn, Tuấn Cương lấy vào rất là hợp lý. Thì anh chị em nào mà để ý là những cái khác giữa cái dòng ít tiền và dòng cao tiền thì như con này là 38 triệu nhá. Bởi vì dòng này như Tuấn Cương nói vừa nãy đấy, dòng này lòng Vespa Spring xịn. Đấy, 38 triệu với lại 39 triệu có hai sự lựa chọn đều 2016. Còn nếu anh chị em nào mà mua tầm khoảng 34, 35 thì mời quý cô chú anh chị em vào đây. Có hai con 34, 35 cho anh chị em lựa chọn. Đấy, đây vào đây. Đây, như con đây, ở trong này nó hơi tối tí đúng không? Chật quá ở ngoài này. Mấy con này là mới về hôm qua, nhưng mà hôm qua cũng có chụp ảnh đăng bài nhưng mà chưa có video cho quý cô chú anh chị. Nhiều anh chị em hỏi lắm. Đây, anh chị em thấy không? Cũng là đèn vuông, rất là đẹp luôn. Đấy, màu sắc nó còn thiết kế nhã nhặn và design setup rất là đẹp. Từ cái mâm này, anh chị em nhìn thấy chưa? Từ cái vâm mâm niềng này, rất là đẹp và tinh tế, mà điểm nhấn rất là đẹp luôn nhé. Mà như con này biển số Sài Gòn Tuấn Cương bán chỉ có 35 triệu thôi. Cũng sở hữu động cơ 3VIE. Đấy, biển số Sài Gòn rất là dễ nhìn. Rồi, và là 35 triệu là anh chị em đã sở hữu được rồi.
Đó, thì anh chị em nào mà quan tâm những cái mẫu này thì cứ comment cho Tuấn Cương. Có nghĩa là những cái mẫu mà 30, hơn 30 hoặc 40 đổ lại thì có rất là nhiều màu để cho quý cô chú anh chị. Hay đơn giản nhất như đây, cũng là một con Spring, thì Tuấn Cương lại so sánh tiếp cho quý cô chú anh chị em hai cái mẫu Spring bên Tuấn Cương. À, hai cái mẫu đèn vuông bên Tuấn Cương nhé. Đây, để cho con này ra ngoài tí. Đây, như con này cũng là bản đèn vuông và cũng là màu đen nhám, nhưng mà Tuấn Cương bán cho quý cô chú anh chị em chỉ có 34.500.000 đồng thôi. 34.500.000 đồng cũng là biển số Sài Gòn nhé. Còn anh chị em nào mà mua biển số tỉnh thì nó còn rẻ nữa cơ. Đó, thì như con này là biển số Sài Gòn và biển số rất là đẹp. Thì như con này Tuấn Cương bán bao hồ sơ giấy tờ cho anh chị em chỉ có 35 triệu. Cả bao rút hồ sơ mới có 35 triệu thì mình trừ đi 1 triệu rưỡi 2 triệu tiền rút hồ sơ thì cái xe nó cũng chỉ còn có 33 triệu 500 thôi. Đấy, thì như con này là một con mà anh chị em hay thắc mắc là ba mấy triệu mà vẫn mua được đèn vuông lại còn màu đen nhám nữa. Thì hôm nay Tuấn Cương cũng có một sản phẩm. Còn ở bên nhà bên kia thì tí nữa Tuấn Cương cho anh chị em xem một con y chang như này nhưng nó lại ở cái mức giá là 38 triệu cơ. Thì cái lý do là như Tuấn Cương vừa nói là nó là dòng phép 3 đèn vuông Spring Seat, không phải là cái dòng mà lên cái đầu vuông như thế này. Đó, thì anh chị em mua dòng nào là Tuấn Cương có đó và giới thiệu rõ cái dòng đó. Còn nếu mà cao cấp hơn tí nữa thì anh chị em có thể chơi cái dòng Vespa Spring phiên bản mà đã có cái đèn LED này, rồi thắng ABS này, động cơ mới 4 van EZ thì là chơi con này. Nó chỉ có hơn 50 triệu một tí nhưng mà đã là cái bản công nghệ mới nhất hiện nay bây giờ. Đấy, như con này là màu vàng khát rất là đẹp luôn. Biển số Sài Gòn nhá. Đấy, con này là biển số Sài Gòn. À, camera man cứ quay chậm chậm thôi. Và như con này á là Tuấn Cương cái biển số con này là để đâu rồi? Biển số Sài Gòn luôn nha anh chị em nhá. Đây, Tuấn Cương chưa kịp lắp cái meca nó bẩn, Tuấn Cương chưa kịp lắp vào. Con này là biển số Sài Gòn, biển số rất là đẹp luôn. 3775 biển Tiến đều 53775. Thì anh chị em muốn mua mà ủy quyền 20 năm cũng được, mà muốn sang tên đổi chủ thì Tuấn Cương rút hồ sơ bao ship cho anh chị em tất cả các vùng miền trên toàn quốc luôn. Thì như con này ấy, là hơn 50 triệu một xíu xíu thôi. Và là bản cao cấp rồi đây anh chị em. Đó, thắng ABS này, động cơ EZ này, cổng sạc USB này, ấn nút mở yên này. Đặc biệt là hệ thống đèn LED chiếu sáng rất là đẹp và cao cấp. Đó, thì đó là những cái con. Còn nếu anh chị em nào mà mua ở cái phân khúc mà muốn cao cấp hơn tí nữa thì có thể chơi sang cái dòng 2020 này. Đấy, con này là 2020. Thì như con này ấy thì là full LED trước sau rồi thì cũng chỉ có 55 triệu thôi nhá. Đấy, đó là những cái mẫu xe mà Tuấn Cương mới về cách đây 3 ngày. Còn những cái mớ cũ là hầu như là hết nha anh chị em. Những cái xe mà Tuấn Cương lên cũ là chỉ còn có mấy con này thôi. Mấy con này thôi. Đấy, với lại có thêm một con này là nằm lâu thôi. Còn toàn bộ là mới hết. Đấy, toàn bộ là mới hết. Từ hôm qua này là Tuấn Cương gần như cách đây vài bữa là lên sóng con nào là Tuấn Cương bán hết con đấy. Rồi, và đây còn một con Vespa Spring mà đèn nhám mà ở phân khúc 40 đổ lại thì Tuấn Cương còn có. Đây, những con này là về cách đây mấy hôm rồi này. Đó, có con này mới về này. Con này cũng mới về, là cái bản này là bản đồng hồ nhá anh chị em. Đây, con này là Vespa Spring 2023. Màu con này mới về hôm nọ chưa có video này. Đấy, thì cái con này á, là cái bản mà giới hạn. Cái này không phải là dán anh chị em nhé. Cái này là tem sơn. Còn anh chị em nào không thích thì có thể sơn trắng hết đi cũng được. Đây, camera vào luôn vào đây. Đấy, con này á, là 2023. Cái này không phải là sơn đâu nhé. Cái này không phải là dán nhé, mà là sơn nhé. Ờ, biển số Sài Gòn luôn. Mà giá cực kỳ hợp lý luôn, chỉ có 66 triệu thôi. 2023 Vespa Spring rất là đẹp, mới tinh tình tình luôn nhá. Mà phiên bản đặc biệt nhá, cái này là sơn trong hãng luôn nhá. Bao cho anh chị em cái nước sơn này là sơn trong hãng nhá, không phải là dán đâu. Đấy, mà viền là viền niềng mâm phay rất là đẹp luôn nhá. 2023 mà bán cho anh chị em chỉ có 66 triệu thôi. Rồi, còn về cái bản mấy cái mẫu mà 150 thì con này 150 này. Đấy, mấy con này 150 này. Đấy, con này là 2020, cũng mới về cách đây 3 hôm này. Con này là 2020, phiên bản model 21 Vespa Spring S 125 full LED trước sau. Sơn là zin từ A tới Z, bảo hành máy 2 năm. Bao rút hồ sơ giấy tờ cho anh chị em chỉ có 57 triệu nhé. 57 triệu
anh chị em trừ đi 2 triệu tiền rút hồ sơ chỉ còn có 55 triệu thôi. Đấy, còn anh chị em nào mua thì Tuấn Cường còn bao ship cho anh chị em nữa cơ. Đó. Rồi. Đây, con này là con đen nhám nhưng mà nó lại ở phân khúc là 38 39 triệu như vừa rồi Tuấn Cường nói đó. Thì con này là Vespa Spring xịn 100% luôn. Đó, mâm lớn, đa chấu và Vespa Spring đen nhám luôn. Thì như con này thì bán là phải 38 triệu bởi vì nó là Vespa Spring đèn vuông xịn 100%. Còn những cái xe mà nó úp đầu vuông vào thì chỉ có 30, hơn 30 như vừa nãy Tuấn Cường nói với anh chị em đó. Đấy, thì cái bản ba mấy thì Tuấn Cường rất là nhiều. Đây, trong này còn một con Dio đây này. Đấy, như con này á, là chỉ có 34 triệu là Tuấn Cường đã bán cho anh chị em cái con màu trắng đây này. Tuấn Cường chỉ cho quý cô chú anh chị coi. Đấy, đây. Đây, như con này là chỉ có 34 triệu thôi. Mà cũng là dòng máy 3V đèn vuông nhá, cũng được design setup là cái phiên bản trắng Dior rồi. Thì đó là những cái mẫu xe mà bình dân nhất ở bên Tuấn Cường đang bán. Còn nói về dòng Spring thì anh chị em nào mà theo dõi Tuấn Cường trong cái thời gian vừa rồi á, là bữa trước là Tuấn Cường có về 10 chiếc xe 150 new, có nghĩa là 10 chiếc xe 150 mới tinh, chưa đập thùng, chưa kích hoạt, chưa đổ xăng. Và với rất là nhiều màu, nhưng mà hôm nay duy nhất chỉ còn một con duy nhất, một suất duy nhất mà được giảm giá chênh nhau với ở hãng là gần 20 triệu. Bản này là 150 new mới, chưa lăn bánh, chưa kích hoạt, chưa đổ xăng. Đó, mà ở hãng hôm nay anh chị em mà mua lăn bánh được là 106 triệu thì trừ đi cái xe nó phải là 98 triệu. Nhưng riêng hôm nay còn một con duy nhất, một suất duy nhất bao cho anh chị em luôn, bán rẻ nhất Sài Gòn 84 triệu cho một chiếc xe 150 mới 100%, chưa câu bình, chưa lăn bánh, chưa đổ xăng, 84 triệu, duy nhất chỉ có một cái buổi live ngày hôm nay thôi nhé. Và cũng duy nhất chỉ còn một con nữa thôi. Anh chị em nào nhanh tay nhanh chân thì đến và ring em này về luôn, bao cho anh chị em. Đó, và tất cả thông tin kích hoạt, sổ bảo hành, hóa đơn là ở hãng làm trực tiếp với anh em luôn. Tuấn Cương chỉ là đơn vị kết nối để giảm giá cho anh chị em thôi. Đó, đó là cái điều mà Tuấn Cương tặng anh chị em một sản phẩm xe mới. Còn nói về Vespa hay là nói về Piaggio nói chung thì bên Tuấn Cương là chuyên. Đó, chính vì thế anh chị em có thể thấy này, với rất là nhiều những cái tông màu và rất là nhiều những cái tầm tiền, không có thiếu bất cứ một cái dòng nào hết. Mà như Tuấn Cương đã nói với anh chị em bữa trước á, là gần như là những cái lô xe trước cách đây được khoảng một tuần là Tuấn Cương bán không còn một con nào luôn. Chỉ là những cái dòng này là không có một cái xe nào nằm ở trong nhà Tuấn Cương quá 10 ngày. Đấy, như cái con này là hôm nay là cũng là tròn một tuần rồi đây này. Đấy. Rồi, còn về màu sắc thì anh chị em có thể lựa chọn, tầm tiền anh chị em cũng có thể lựa chọn. Và đặc biệt nữa là bên Tuấn Cương có hỗ trợ đổi màu theo phong thủy cho anh chị em nhé. Đó, anh chị em mà mua mà cần màu gì là Tuấn Cương sẽ hỗ trợ đổi màu theo phong thủy cho quý cô chú anh chị em. Đấy, hôm nay về nhiều mà không bày ra, cứ để tùm lum mình quay thôi, chứ mình xếp hàng như này thì nó rất là vướng mà nó mất thời gian. Thì đó là những cái sản phẩm mà Tuấn Cương muốn giảm giá cũng như muốn giới thiệu với quý cô chú anh chị trong cái buổi live tối ngày hôm nay. Và bây giờ thì video cũng đã là dài lắm rồi, thì Tuấn Cương xin dừng lời. Và trước khi dừng lời thì anh chị em hãy nhớ nhá, like, share và đăng ký ủng hộ kênh cho Tuấn Cương. Mỗi một lần Tuấn Cương lên sóng đều báo giá mới, cập nhật giá mới, đồng thời giảm giá những sản phẩm nằm quá một tháng bên Tuấn Cương cho anh chị em. Đó là cái điều đặc biệt và không có một đơn vị nào dám làm như Tuấn Cương. Chấp nhận bán trả lỗ, chấp nhận bán lỗ và cập nhật giá mới cho anh chị em. Đó là điều mà Tuấn Cương luôn luôn làm trong cái việc kinh doanh của Tuấn Cương. Đó, rồi. Và trước khi dừng lời thì anh chị em có thể tham quan một vòng nữa nhé. Đây, đây là con đầu tiên Tuấn Cương báo giá này, DST này, 125 đi 300 cây, set up đúng trong hãng luôn này. Rồi, và DS này, 20, 21, 22, 23, rồi 24, rất là nhiều luôn nhé. Đó, thì anh chị em hợp nhãn con nào thì cứ comment cho Tuấn Cương, để lại số điện thoại bên dưới. Tuấn Cương sẽ có những bạn cộng tác viên kết hợp và gửi thông tin qua Zalo hoặc Messenger cho quý anh chị em nhé. Rồi, bye bye. Rồi.